nó mua cái loại thường nó rẻ thôi, không cần dây thì nó điện thẳng vào không, Bluetooth rẻ lắm, chị mua nó cũng nghe cũng rất tai, nó khoảng chừng 20 mà nghe hay lắm, 80 bạn mua cái đồ hiệu đó, còn cái kia nó nghe cũng hay vậy mà.